Em còn cần hút gửi cháy khách hàng ở Bình Tân hay Tân Bình? Bình Tân. Đây, lao lướt đây. Bật lao lướt thì nó sẽ nặng bát nặng chép hơn. Hai nút này không được bấm nhá, nếu bấm sẽ tắt mất tác dụng của bát chép. Nó chạy trực tiếp, không được bấm sáng. Nút này không cần bấm. Nói chung bấm lao lướt thì bấm, còn đây là đường vào tín hiệu này. Không được bấm nút này, chỉ để sáng mỗi lướt CD. Nút nguồn, cầu loa trên, cầu loa B, hai cầu loa liền. Chung là khi về sử dụng thì để đèn sáng hết như thế này. Nếu bấm sang hệ khác là nó mất điện. Đây đang cắm vào cọc số 2 là CD, cầu loa trên, điện 100V.